Hello, xin chào các bạn, mình là Thế Phương VBK đến từ VB Music. Và các bạn có thể liên lạc với mình qua các địa chỉ đang nhấp nháy trên màn hình. Hiện tại thì mình đang bán bộ video hướng dẫn hòa âm phối khí, bán đồ phòng thu, nhận dạy hòa âm phối khí, nhận hòa âm phối khí sáng tác mới và nhận làm content cho các kênh YouTube Music. Ngoài ra thì mình còn có một kênh TikTok, một group Facebook và một kênh YouTube. Rất mong anh em ủng hộ. Đây là các bộ video mà mình đã làm được về hòa âm phối khí, Mix Master và Mix Vocal. Ok, và hôm nay thì mình sẽ đến với các bạn trong một video về nguyên lý của drum trong dòng nhạc Future Bass. Như các bạn biết là Future Bass được nổi lên trong giai đoạn từ 2016-2017 về Việt Nam là khoảng 2017, và trong những năm 2018 và 2019 thì nó làm mưa, làm gió tất cả những cái thị trường cũng như là và toàn bộ các cái nội dung trên các kênh YouTube về remix cũng như là EDM của Việt Nam. Và hôm nay mình rất là vui được đến với các bạn trong một cái video hướng dẫn cho các bạn soạn drum. Vì khá là lâu rồi mình không có một cái video trực tiếp hướng dẫn về Future Bass này. Ngoài ra thì mình còn có một bộ video hướng dẫn về Future Bass mình vừa phát hành trong thời gian gần đây. Ở trong đó thì các bạn có thể đầy đủ một cái quy trình và toàn bộ kiến thức để làm một bản Future Bass từ A đến Z. Nếu mà các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể ủng hộ mình nhé. Ok, và bây giờ thì mình sẽ đến một bài ví dụ. Với mỗi video thì mình rất là vui được giới thiệu với các bạn những cái project mình làm trong thời gian gần đây. Ok, và đó là đoạn nhạc của chúng ta. Thì ở đây thì mình đã có chọn sẵn sao cho nó là kick, snare và hi-hat. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành soạn. Chúng ta sẽ đến với nguyên lý của cái drum trong Future Bass là như thế nào nhá. Đầu tiên thì mình sẽ soạn tiếng snare trước. Thường xuyên mình sẽ chọn tiếng snare trước. Các bạn chọn một sao và các bạn ướm thử, và nếu mà các bạn ưng thì các bạn sẽ giữ lại. Còn nếu không thì các bạn lại chọn sao khác thôi. Đây, mình đặt một pattern mới có tên là snare. Sau đó mình đặt vào trong phần nhạc. Rồi, và đối với snare, nếu như mà tempo của bạn là 140, tức là khoảng 135-140 ấy, nghĩa là nếu mà các bạn chơi nhịp 24 thì snare sẽ nằm ở giữa. Còn nếu như mà tempo của các bạn chậm thì các bạn hãy soạn nhịp 44, nghĩa là nó sẽ rơi vào khoảng 100-110 gì đó, thì các bạn soạn snare ở đây. Tuy nhiên thì ở đây thì cái tempo là 140, nên nếu mà các bạn soạn nhanh thì nó sẽ bị nhanh, cảm giác bị vội. 140 thì snare ở giữa là đẹp. Rồi tiếp theo là phần kick. Và đối với phần kick này thì các bạn nhớ là phải sidechain trước nhé. Ở đây thì mình đã sidechain sẵn rồi thì mình chỉ soạn thôi. Tạo pattern mới tên là kick mà mình đặt vào đây. Rồi chúng ta vào trong tiếng kick. Và cái việc đầu tiên là các bạn hãy đặt tiếng kick ở đầu nhịp, ở các đầu nhịp trước nếu như tempo là 140 nhé. Rồi, ok. Cái việc tiếp theo là các bạn hãy giúp mình chia ô nhịp này thành vị trí 1/2 beat. Và lúc này các bạn soạn trên các ô chẵn giúp mình nhé. Ví dụ như là ở đây, đây là ô thứ tư này, đây là ô thứ hai, ô thứ tư, ô thứ sáu, ô thứ tám. Thì các bạn soạn trên ô chẵn, tránh các bạn soạn vào ô lẻ thì nó sẽ ra cái nhịp giống như là nhịp của pop ballad. Ví dụ như này, bụp, chát, bụp, bụp, chát, bụp, chát, bụp, thì nó sẽ giống pop ballad ở các vị trí ô chẵn. Thì cái nhịp nó sẽ chia ra giúp cho bạn cảm giác cái nhịp của bạn nhanh hơn. Và nếu như mà các bạn đặt ở ô lẻ như thế này, các bạn chia làm 8 nhưng các bạn đặt vào ô lẻ, thì cái phách của nó thì cũng khác, chẳng khác gì mà các bạn đặt vào đúng vị trí beat đúng không? Các bạn chia thành 1/2 beat. Đó, sau đó các bạn đặt vào ô chẵn. Rồi, ok. Tiếp theo là mình sẽ đặt thêm ở các vị trí ở phía sau thì đôi khi là các bạn bố trí khác nó đi một chút. Đừng để lặp lại giống nhau quá. Rồi, ok. Và đây thì mình lại lặp lại vào 4 ô nhịp. Ví dụ như này. Các bạn soạn là cái vòng lặp của các bạn càng dài thì nó càng đỡ bị nhàm nhá. Đó, hoặc là các bạn có thể 8 ô nhịp. Ví dụ này, mình sẽ nhân lên. Và ở đoạn cuối này thì mình sẽ thay đổi một chút. Và thế các bạn lại chia nhỏ thêm tiếp.
Khi mà các bạn chia nhỏ thêm thành step 16 thì các bạn lại nhìn vào ô chẵn nhé. Nếu để step thì mình phải đặt sang dịp vai. Đó. Đến đoạn này nó sẽ nhanh. Ở đây mình sẽ đặt thêm một cái nốt nữa. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nghe phần kích của nó nhé. Đó, và chúng ta đã có phần kích. Và tiếp theo thì chúng ta đến với phần hét. Các bạn có thể là tìm loop hoặc các bạn soạn tay. Nhưng ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn soạn tay để về sau nếu như loop có vấn đề gì thì các bạn cũng có thể sửa được nó nhá. Đầu tiên thì mình sẽ tìm một cái head của FutureBass. Đối với nhạc FutureBass thì cái việc đầu tiên các bạn giúp mình click vào đây chọn Fill 2 thì nó sẽ tạo ra cho các bạn một cái lặp rất là đều như này. Tuy nhiên thì các bạn cũng cần phải biến đổi để cho nó đỡ chán hơn chứ đúng không? Thường ấy là mình sẽ nhân lên làm 4 nốt nhịp, các bạn bấm Ctrl B nhá. Sau đó bấm Ctrl L. Rồi, bây giờ thì cái nhịp nó sẽ nhảy. Việc tiếp theo thì mình sẽ cắt nhỏ các ô nhịp ra. Đây là đang là chế độ 1/2 beat rồi này. Thì các bạn chọn chế độ step giúp mình. Và các bạn tìm những cái head nào các bạn muốn cắt, các bạn giữ Ctrl, sau đó các bạn select rồi Ctrl U. Đó. Ctrl U. Đó, rồi ok, ở đây mình sẽ cắt. Tiếp theo là mình muốn cắt nhỏ hơn, mình sẽ chọn nhỏ hơn nữa. Đó, thì bây giờ chúng ta đã có một phần head đang soạn rất là ok rồi nha. Tuy nhiên thì cái âm thanh của nó đang hơi cứng bởi vì là nó không có sự di chuyển. Âm thanh giống nhau, sao giống nhau, tần số giống nhau, nó lặp đi lặp lại mãi thì chán. Các bạn có một phím tắt để tạo ra sự ngẫu nhiên, đó là Alt và R. Đó, thì ở đây các bạn có thể điều chỉnh, đầu tiên là panning. Các bạn sẽ nghe âm thanh nó sẽ chạy sang trái và chạy sang phải, các bạn đeo tai nghe vào. Đó, thì âm thanh nó sẽ rộng hơn. Đó, mình sẽ để một chút. Tiếp theo là velocity, nó sẽ thay đổi âm lượng giúp cho âm thanh của bạn không bị đều về mặt âm lượng, nó sẽ thay đổi cái to cái nhỏ. Đó, ngoài ra các bạn cũng có thể là thay đổi cao độ của nó bằng cái nút pick này. Tuy nhiên thì mình cũng không thích thay đổi cao độ nhiều lắm. Nếu các bạn ưng thì các bạn bấm accept, còn nếu mà chưa ưng thì các bạn có thể bấm nút set ở đây nha. Đó, nó sẽ tự thay đổi và mình accept. Đó, chúng ta đã có phần drum cơ bản cho nhạc FutureBass. Mình sẽ mở nhỏ cái head đi một chút. Sao hay hết, nếu mà các bạn nghe để ý kỹ nó có vẻ hơi dối thì đây mình sẽ cho nó ngắn nó lại bằng cách vặn nhỏ phần nào này đi. Cho ngắn nó đi bằng cách vặn eo hoặc là các bạn giảm cái len này đi. Đó. Và thường là nửa sau của drop thì nếu mà các bạn không thay đổi gì ở trên phần nhạc cụ, thường sẽ thay đổi năng lượng của phần drum, đó là thêm vào một cái phần head mà nó có cái độ nào lớn hơn. Thì các bạn cũng có thể soạn head như phần kia hoặc là các bạn thêm các cái ride này ở những cái vị trí thích hợp. Cái này thì tùy các bạn nhá. Và ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái loop để cho các bạn có thể hình dung một cách rõ hơn. Nên mình tìm một cái loop này. Đây ok, mình chọn cái này. Và các bạn nhớ đồng bộ tempo cho nó nếu mà các bạn dùng loop nhá. Tempo đồng bộ thì mình đã có một video hướng dẫn đồng bộ rồi. Nếu mà các bạn cần thì các bạn có thể check trong danh sách bài giảng nha. Rồi bây giờ thì chúng ta cùng đầu nghe thử cái này đã. Rồi ok, và bây giờ thì chúng ta cùng tận hưởng cái thành quả khi mà chúng ta soạn xong cái phần drum cho drop nha.
Ok, và vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để soạn một phần drum cho nhạc Futurebase như thế nào. Mình là Thầy Phương VBK đến từ VBCamusic và chuẩn bị Tết đến xuân về rồi. Thì mình cũng xin chúc các bạn có một năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc để theo đuổi đam mê của anh em ta. Ngoài ra thì trong năm mới thì rất là hy vọng các bạn vẫn sẽ ủng hộ cũng như... Ngoài ra trong năm mới thì mình cũng sẽ rất là mong các bạn vẫn sẽ theo dõi và ủng hộ VBCamusic để bọn mình có thêm tiềm lực và động lực để sản xuất ra những video có chất lượng tốt hơn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Chắc là sang năm mới mình mới có clip tiếp theo đấy. Tạm biệt, bye bye anh em. Chúc anh em một... Bye bye.